Hoàng Hà Audio xin chào toàn thể các bác. Hiện tại thì bên em vừa mới lên xong một bộ cấu hình âm thanh được nhập khẩu chính hãng từ AV Pro để chuẩn bị lên đường đi bàn giao cho anh Huy tại An Lão, Hải Phòng. Tổng giá trị bộ dàn ngày hôm nay là 27.200.000 đồng. Bộ cấu hình này thì anh đã lựa chọn tại Hoàng Hà từ những phiên bản là full VMS kết hợp với đẩy liền vang D68m, bộ mic không dây VK51 và Sub bass 40 S15 Pro. Hiện tại thì đang trong quá trình test qua chất âm rồi chuẩn bị lên đường đi bàn giao cho anh, thì em cũng làm luôn một chương trình để kỷ niệm anh và cũng để giới thiệu cho tất cả các bác nào có nhu cầu quan tâm muốn đặt hàng và tham khảo về bộ cấu hình ngày hôm nay thì có thể liên hệ trực tiếp đến Hoàng Hà qua Zalo số điện thoại 0967 345 155 để bên em tư vấn và giúp các bác đặt hàng. Phiên bản loa full V12S là phiên bản loa full bass 30. Mẫu model này đang có giá là 9 triệu đồng. Bản này là bản vừa mới ra mắt vào đầu năm 2023, được nhập khẩu chính hãng TAB. Chế độ bảo hành trong vòng 24 tháng, có đầy đủ tem chống hàng giả của thương hiệu, logo mạ vàng của công ty và tem niêm phong bảo hành. Kết hợp với đẩy liền vang D68m, giá 8.500.000 đồng. Phiên bản đẩy liền vang đã được trang bị rất là nhiều những tính năng và công nghệ hiện đại, có đầy đủ những tính năng kết nối như là cổng quang, Bluetooth, USB và có 2 chế độ để các bác lựa chọn để hát karaoke và nghe nhạc. Màn hình chính sẽ hiển thị đầy đủ các giải tần từ 90 đến 8,5 kHz. Đặc biệt hơn, phiên bản này đã được trang bị thêm tính năng chống chập, chống cháy và trang bị thêm tính năng đầu giải mã cực kỳ hiện đại. Cùng với bộ mic không dây VK51, đây là một trong những dòng mic quốc dân mà gần như là tất cả những bộ cấu hình karaoke chuyên nghiệp tại gia đình mà các bác lựa chọn của AB thì luôn luôn không thể thiếu được mẫu sản phẩm và không thể thiếu được mẫu model này. Giá 2.800.000 đồng cho phiên bản VK51. Cuối cùng là Sub bass 40, sub điện lai hơi S15 Pro. Bản mới vừa mới ra mắt của AB, bản này đã được trang bị thêm tính năng tự động ngắt khi các bác ngắt nguồn tín hiệu trong khoảng từ 2 đến 30 giây. Đây là một trong những tính năng khá là cao cấp và hiện đại và gần như là chưa có sản phẩm sub nào trên thị trường được trang bị. Bản này đang có giá là 6.900.000 đồng. Sub điện lái hơi nhá. Đối với những dòng sub của AB thì các bác có thể chơi được cả điện cả hơi và tất cả thì đều được hưởng chế độ bảo hành trong vòng 2 năm và được hãng hỗ trợ bảo hành trọn đời. Đây là một trong những cái chương trình ưu đãi khá là lớn để hãng đưa ra để hỗ trợ các bác khi sử dụng những phiên bản, những cái mẫu model sub được nhập khẩu chính hãng từ thương hiệu. 27.200.000 đồng. Đây là một trong những cái bộ cấu hình được ghép với nhau khá là hoàn hảo, chất âm hay, hỗ trợ hát karaoke và nghe nhạc tại nhà. Và cái giá thành này là một trong những cái mức giá cực kỳ là hợp lý để các bác chơi và sắm được một bộ cấu hình, một bộ dàn chuyên nghiệp để trưng bày và để chơi trong không gian gia đình nhà mình. Và bộ cấu hình ngày hôm nay thì rất là phù hợp để các bác chơi trong khoảng từ 5 đến 60 m2 trong không gian gia đình rất là thoải mái nhá. Chất âm hay, nhập khẩu chính hãng từ AV Pro và đây là một trong những thương hiệu cực kỳ là nổi tiếng của Mỹ, được sản xuất và lắp ráp tại Đài Loan. Bác nào có nhu cầu quan tâm thì liên hệ trực tiếp đến bên em để ở Hoàng Hà tư vấn và giúp các bác đặt hàng nhá. Và đối với những bộ dàn mà các bác đặt chọn bộ tại Hoàng Hà Audio thì bên em sẽ có rất là nhiều chương trình khuyến mại cũng như là những chương trình hỗ trợ đối với những bộ cấu hình này. Cây xanh thắm màu